Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Giang Family TV. Đây mọi người, mình sẽ trộn một cái miếng này đây. Đang xào hành tây nè. Xào hành tây cho nó vàng lại. Giang mình đang cắt sợi cà rốt đây mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm món giáp tre, là miếng trộn của Hàn Quốc đó. Thì gồm có nấm nè, nấm mỡ, cà rốt, cải bó xôi, hành tây và spam. Đây mọi người, mình sẽ trộn một cái miếng này đây. Cái này là nấm mỡ nâu đây mọi người, anh đang cắt mỏng ra. Mình cái món này thì có thịt heo nữa mà nhà mình không thích ăn thịt heo á, cho nên là mình dùng mà spam, spam thịt hộp đó mọi người. Hành tây đã vàng rồi đây mọi người. Mình sẽ đổ ra và xào cà rốt. Bây giờ mình sẽ xào cà rốt, anh sẽ cho muối vào hành tây, lúc nãy mình quên bỏ muối. Xào lửa nhỏ nhỏ để cho nó chín từ từ, nó ngon mọi người. Xào lửa lớn quá nó nhanh cháy. Xong rồi bây giờ mình đổ ra luôn. Và mình sẽ xào nấm mỡ. Nấm mỡ đây mọi người, anh Giang anh cắt mỏng ra rồi. Nấm mình cũng cho muối vào luôn mọi người. Cái spam này đây mọi người, nhà mình thích ăn cái loại này đó. Thì mình đã cắt mỏng ra rồi nè, bây giờ mình sẽ xào spam. Nấm ảnh xào xong rồi đó. Spam xào xong rồi, bây giờ mình sẽ xào rau chăn vịt luôn nha mọi người. Đây là gồm tất cả nguyên liệu để trộn miếng trộn Hàn Quốc nè. Đây là miếng đã ngâm nước khoảng 20 phút đó mọi người. Ngâm nước nó nóng khoảng 20 phút trước khi nấu. Nước sôi rồi mình sẽ cho miếng vô luộc mọi người ơi. Miếng này mình ngâm nước rồi cho nên mình nấu nó cũng nhanh mềm lắm mọi người. Cái đĩa rau củ xào nhiều màu sắc nhìn hấp dẫn chưa mọi người. Miếng sau khi luộc chín rồi thì mình sẽ đổ nước ra nghe mọi người. Bây giờ là mình xịt dầu mè vào. Xịt cho nó đều á mọi người, không có bình xịt thì có thể đổ trực tiếp vào rồi trộn lên cũng được. Cái này là xì dầu đây mọi người. Mình cho vào 3 vá xì dầu Hàn Quốc và 2 muỗng đường. Một chút tiêu. Mình cho thêm dầu mè Hàn Quốc vào mọi người. Và mình cho khoảng một muỗng tỏi xay vào, trộn lên. Bây giờ mình sẽ cho tất cả những nguyên liệu này vào và trộn lên là xong. Thêm muối vào nha mọi người. No, do say, yes, you need my man, come down, need that. No, say, oh, no, say, oh, baby, I know, say, oh, yeah, yeah. Oh, no, then, chop, say, oh. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Giang Family TV. Thì hôm nay nhà mình sẽ ăn miếng trộn Hàn Quốc. But forget one thing. Really important. Cái này là mè rang mọi người. Mình sẽ cho đây. Xong rồi.
화이팅. anh Giang anh đang lấy miếng cho mẹ thiêu đó mọi người, thì cái miếng này nó dai lắm cho nên là phải dùng kéo cắt, chứ còn mình lấy đũa mình gấp thì nó cũng không, nó khó lên lắm, nó bắn lung tung nữa. Lúc 5 giờ chiều thì mình mới nấu món này, mà mình nấu xong là 5 giờ 30 chứ mấy mọi người. Anh Giang ảnh la là đói bụng quá cho nên là ảnh làm rạc 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 luôn á. Ảnh đói bụng cho nên ảnh ăn liền một mạch 2 dĩa như vậy luôn. Đây 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 đây. Mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn miếng với gia đình nhà Giang. Ôi trời ơi. Dạ, mời lo kia. 이렇게 맛있어요. I love you. Đây là món ăn không thể thiếu của người Hàn Quốc trong ngày Tết Nguyên Đán và ngày Tết Trung Thu đó mọi người. 진짜 맛있어. 짱 맛있어. Rất là ngon luôn mọi người. Mọi người làm thử cái miếng trộn Hàn Quốc này á. 드세요. Xin mời mọi người á. 드세요. Matthew thấy ạp ba dơ lên mời mọi người, cái Matthew cũng bắt trước. Sweet potato right? Sweet potato. Cái miếng của Hàn Quốc này là làm từ khoai lang đó mọi người, tinh bột khoai. Anh Giang anh bảo là cái miếng này ăn còn á thì sẽ để lại ngày mai, xong rồi mình nấu canh đó mọi người. Mình bỏ tương ớt Hàn Quốc vào rồi mình nấu thành một món súp. Thì mình mới hỏi ảnh là cái món đó là của anh chế ra hay là của người Hàn Quốc. Thì ảnh bảo là người Hàn Quốc ai cũng nấu như vậy hết. Khi mà miếng còn lại á thì thường là vào ngày Tết đó là ăn đồ chiên dầu mỡ nhiều đó mọi người. Thì sang ngày hôm sau người Hàn Quốc họ sẽ nấu cái miếng này thành một cái món súp cay, ăn nó sẽ chóng ngán đó mọi người. Miếng thì nó ở lên trên, còn rau củ nấm thì nó nằm ở dưới. Không biết là tại răng của mình yếu hay là do cái miếng này nó dai mà mình nhai hoài nó không đứt được mọi người. Nhai nó cứ trẹo qua trẹo lại à, xong rồi cái nút thôi. Chứ nó dai mà nó kiểu sao á, nhai nó không đứt được, nát ra được luôn á. Baby, I love you. 맛있어요? Hôm nay nhà mình có sẵn rau chăn vịt cho nên mình dùng rau chăn vịt. Còn mọi hôm là mình thấy anh Giang ảnh mua lá hẹ đó mọi người. Hẹ mà mấy hồi mình làm kim chi đó. Thì mình xào lên rồi mình trộn với cái miếng này ăn cũng ngon lắm. Bye bye. 저녁 맛있게 드세요. Have a nice meal.
Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem đến đây. Nếu mọi người thấy thích, hãy cho mình một like, comment và một đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình nhà mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.